thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường loại 2, bệnh tim vành và một số bệnh ung thư. Nguy cơ phát triển các bệnh này càng tăng khi bạn thừa cân. Béo phì cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn và dẫn đến các vấn đề tâm lý. Vì vậy, không ít người loay hoay tìm cách giảm cân thông qua thay đổi chế độ ăn uống. Và việc lựa chọn đồ ăn nhẹ giàu protein, ít calo là lựa chọn tuyệt vời với những người thực hiện chế độ ăn kiêng, bởi quá trình cơ thể chuyển hóa protein còn giúp đốt cháy calo, giảm cảm giác thèm ăn, giúp no lâu và duy trì khối lượng cơ nạc. Tuy vậy, vẫn phải kiểm tra khẩu phần ăn ngay cả khi thực phẩm đó ít calo, giàu protein. Dưới đây là 8 món ăn giàu protein nhưng ít calo giúp bạn giảm cân nhanh chóng. 1. Trứng luộc. Trứng luộc chứa hàm lượng protein và vitamin cao, song lượng calo cung cấp chỉ 85 calo. Chúng sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp. Đối với trứng, người giảm cân cũng được khuyên không nên ăn quá 4 quả trứng một tuần, vì ăn quá nhiều dễ gây tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch. Ngoài ra, chất béo trong trứng có thể ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong máu. Đậu phụ có khoảng 15g protein, 122 calo trong mỗi khẩu phần 85g, ít carbohydrate và không chứa cholesterol nên hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Đậu phụ là một món ăn cực kỳ dễ chế biến và có tính ứng dụng cao trong mỗi bữa cơm. Các chuyên gia khuyên rằng để hạn chế tối đa lượng calo thu nạp, ta không nên chiên rán mà hãy luộc, hấp hoặc nấu canh để hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. 3. Thịt ức gà. Ức gà có chứa lượng protein vô cùng dồi dào, cụ thể trong 100g thịt lườn gà cung cấp tới 21,02g protein. Hơn nữa, phần thịt ức cũng chứa rất ít chất béo và không có carbohydrate. Nhờ hàm lượng protein giàu, việc ăn ức gà thường xuyên đã được chứng minh giúp cơ thể nhanh no và hạn chế cơn thèm ăn trong ngày, đặc biệt là vào ban đêm. Lượng calo trong ức gà cũng chiếm rất ít, chỉ khoảng 165 calo trên 100g thịt. Chúng ta có thể chế biến rất nhiều món ăn đơn giản, dễ thực hiện như ức gà luộc, salad ức gà. 4. Tôm. Tôm có 21g protein và 100 calo trong mỗi khẩu phần 85g. Đây là loại thực phẩm dồi dào chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe não bộ như choline, phosphor, đồng, vitamin B6 và B12. Tôm cũng là loại thực phẩm dễ dàng sơ chế và chế biến như luộc, xào hay nấu canh. 5. Phô mai. Với 40g phô mai, lượng calo thu lại được là 100 calo. Món ăn nhẹ dạng kem này chứa nhiều protein và canxi, hỗ trợ sức khỏe xương và cung cấp năng lượng lâu dài. Tuy nhiên, nếu kết hợp phô mai với các thực phẩm giàu calo hoặc sử dụng các phương pháp chế biến nhiều dầu mỡ, sẽ dễ dàng dẫn đến tăng cân. Vì vậy, cần sử dụng với khẩu phần hợp lý. 6. Sữa đậu nành. Sữa đậu nành là một nguồn protein thực vật tốt, giàu vitamin B, sắt, giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và axit amin thiết yếu và chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch. Cung cấp 100 calo mỗi một cốc, sữa đậu nành là một món ăn nhẹ giúp cơ thể no lâu, đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cảm giác đói. Tuy vậy, cần lưu ý, tiêu thụ quá nhiều sữa đậu nành có thể gây đầy bụng, khó tiêu và đặc biệt dư thừa calo, cản trở quá trình giảm cân. 7. Cá ngừ. Cá ngừ nhiều protein, ít calo, nhiều axit béo omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và mắt, trong khi lượng calo chỉ là 90 calo cho 2g. Đây là món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong các thực đơn giảm cân khoa học lành mạnh. Muốn giảm cân hiệu quả với cá ngừ, bạn cần kết hợp thực đơn với rau xanh, trái cây, ngũ cốc để cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. 8. Hạnh nhân. Hạnh nhân là món ăn rất giàu protein, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Ngoài ra, lượng calo cũng chỉ khoảng 160 calo cho mỗi 1g. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo, để giảm cân và sở hữu một vóc dáng đẹp, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, thì bạn cần kết hợp tập luyện thể thao để thúc đẩy quá trình giảm mỡ, đốt cháy calo và tăng khối cơ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người trưởng thành nên tập ít nhất 150 phút tập thể dục vừa phải hoặc 75 phút tập thể dục mạnh mẽ mỗi tuần. Đối với người mới bắt đầu, mỗi buổi tập nên kéo dài từ 20 đến 30 phút là phù hợp. Người có kinh nghiệm hoặc muốn tăng cường có thể tập từ 45 đến 60 phút mỗi buổi, tần suất ít nhất là 3 đến 5 lần mỗi tuần. Các loại hạt có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và chất béo lành mạnh. Những chất béo và chất dinh dưỡng trong các loại hạt không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn có thể giúp kiểm soát cân nặng. Theo tham vấn của Thạc sĩ dinh dưỡng Đặng Thị Hoàng Khuê, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 5 lý do các loại hạt giúp chúng ta dễ dàng giảm cân bao gồm: các loại hạt thô, không ướp muối là thực phẩm lành mạnh nhất để ăn nhẹ, kiểm soát cân nặng rất tốt. Ăn vặt bằng các loại hạt giúp giảm lượng carbohydrate, đây là hàm lượng đường, tinh bột và chất xơ.
Một nghiên cứu của Pháp cho thấy tiêu thụ hạt dẻ cười hàng ngày giúp cải thiện lượng chất dinh dưỡng, giảm tiêu thụ carbohydrate, đồng thời tăng cảm giác no. Điều này giúp thúc đẩy quá trình giảm cân lành mạnh. Các loại hạt rất tốt cho việc giảm cân vì chúng chứa rất nhiều chất béo lành mạnh. Thực phẩm giàu chất béo có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng vì giúp ăn ít hơn. Trong số tất cả các chất dinh dưỡng đa lượng, chất béo mất nhiều thời gian nhất để tiêu hóa. Chúng tồn tại trong hệ thống tiêu hóa trong một thời gian dài, giúp no lâu hơn. Ăn hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười, hạt điều làm giảm cảm giác đói, giảm ham muốn ăn uống và giảm tổng lượng calo hàng ngày, giúp thúc đẩy quá trình giảm cân và kiểm soát cân nặng. Một trong những lợi ích tốt nhất của các loại hạt là rất giàu chất xơ. Do đó, chúng giúp kiểm soát lượng calo, kiểm soát cân nặng và giảm hấp thu đường trong máu. Chất xơ sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột do chất xơ được tiêu hóa chậm. Thực phẩm nhiều chất xơ, chẳng hạn như các loại hạt, làm tăng cảm giác no nhiều giờ sau khi tiêu thụ vì chất xơ có tác dụng làm đầy ống tiêu hóa, giảm phản xạ đói. Tiêu hóa chất xơ chậm có nghĩa là giải phóng đường trong máu chậm. Kết quả là nó làm tăng mức năng lượng trong cơ thể. Nó cũng giúp làm giảm nguy cơ béo phì và đái tháo đường. Ngoài ra, còn làm giảm cảm giác thèm ăn và giúp ăn ít hơn. Ăn các loại hạt giúp ngăn chặn sự thèm ăn một cách tự nhiên. Chất béo trong các loại hạt không được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn. Cơ thể sử dụng một lượng năng lượng đáng kể để phân hủy và tiêu hóa các loại hạt. Các loại hạt thô rất khó nhai, chứa nhiều protein từ thực vật và cần có các enzyme và vi khuẩn đặc biệt để phân hủy chất xơ không hòa tan. Quá trình tiêu hóa hạt là một quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng, khiến cơ thể hấp thụ ít calo hơn từ thức ăn. Việc nhai kỹ để phá vỡ các loại hạt khiến cơ thể đốt cháy năng lượng nhiều hơn gần 20%. Các loại hạt cũng rất tốt cho việc giảm cân vì chúng có hàm lượng protein cao. Cơ thể sử dụng năng lượng nhiều hơn tới 30% để tiêu hóa và hấp thụ protein từ thức ăn. Điều này có nghĩa là vào thời điểm các loại hạt đã sẵn sàng để hấp thụ, phần lớn lượng calo của chúng đã được sử dụng trong quá trình tiêu hóa. Để giảm cân hiệu quả, quan trọng là phải kiểm soát khẩu phần ăn, ăn với lượng vừa phải vì ăn quá nhiều sẽ khó giảm cân. Nên ăn một khẩu phần với 28g các loại hạt vào hầu hết các ngày trong tuần. Có thể trộn các loại hạt với nhau hoặc kết hợp các loại hạt với thực phẩm năng lượng thấp như sau, chẳng hạn như các món salad để nhận được nhiều giá trị dinh dưỡng. Giảm bớt khẩu phần ăn vặt và chứa nhiều đường không tốt cho sức khỏe như bánh, kẹo, mứt, nước ngọt có ga. Để có lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe, hãy chọn các loại đơn giản không ướp muối. Nên lưu ý, tuyệt đối không ăn những loại hạt bị nấm mốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học, chúng ta cũng cần vận động cơ thể với các bài tập đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể để quá trình giảm cân hiệu quả và bền vững.